Xin chào anh chị, trong video này chúng ta sẽ học cách làm máy đoán bằng công cụ lan can. Ở đây là video dành cho các bạn học concept, cho nên là concept là phải nhanh. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ lan can để vẽ máy đoán như thế này. Bây giờ mình sẽ bấm CS. Rồi, mình vẽ như thế này một cái máy đoán nhỏ. Ok, rồi đẩy ra, Ctrl C, copy, paste to same place. Rồi, ok. Đó là một cái máy đoán. Ngoài ra thì mình cũng có thể vẽ những cái dạng máy đoán khác nhau, có thêm cái dây cáp như thế này đi, vân vân. Thì ở đây á, là chúng ta sử dụng công cụ lan can bởi vì nó rất là nhanh và chúng ta có thể dễ dàng tùy biến nó. Dĩ nhiên là đang ở giai đoạn concept, còn ở những cái giai đoạn xa sau á, thì các bạn có thể sử dụng những công cụ như là generic model hay là những cái family khác. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút là cái lan can này nè, thì nó sẽ gồm có hai thành phần. Một nó là thành phần chạy theo đường dẫn, chính là tấm kính và những cái thanh thép nối này. Và thứ hai là những cái baluster, chính là những cái cây dầm thép cộng với những cái chân nhện kính này. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vẽ nó. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái chân nhện kính này. Chân nhện kính này thì mình sẽ vẽ một cái family generic model, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó nhiều lần trong những cái file khác nhau. Đó là chúng ta chỉ cần vẽ một lần và dùng hoài luôn. Các bạn vào new family và chọn family đơn giản thôi, matrix generic model. Ok, ở đây có rất là nhiều cái generic model nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái cơ bản nhất thôi. Đây, matrix generic model. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ vẽ cái chân nhện kính bằng cách là chúng ta sẽ về mặt front hoặc mà mặt left cũng được. Rồi, ở đây là mình sẽ về mặt front. Ok. Đây là mình sẽ dùng cái lệnh là revolve trước để mà vẽ nên cái phần chân nhện. Cái này thì nó dùng rất là nhiều cái lệnh tròn xoay. Rồi thì ra 22.5 đi. Lên 5 mm. Giật vào 10. Ok, 17.5. Các bạn không cần phải vẽ đúng kích thước giống như mình nha. Rồi, tiếp tục 17.5 lên 7.5 cái nữa. Ok, 12.5. Rồi, mình xóa hai cái này đi. Vậy là mình đã ra được một cái đoạn như thế này. Rồi, tiếp tục. Từ đây đi lên 10 chẳng hạn. Rồi, 15, 25. Đó, rồi tiếp tục nối giữa hai cái này. Rồi hãy chọn hai cái này xóa đi. Rồi hãy đi lên 45 mm. Rồi, cuối cùng là mình sẽ đưa vào trong phần giữa này. Kết thúc tiết diện. Sau đó, sau khi mà chúng ta vẽ một tiết diện như thế này rồi, thì chúng ta sẽ vẽ nên cái trục acid line. Trục acid line, cái trục xoay nó nằm đây nè. Như thế này thôi, một đoạn ngắn thôi, bạn muốn dài bao nhiêu tùy bạn. Mình thì vẽ ngắn như thế này thôi, tức là mình có một tiết diện xoay quanh một cái trục và đó là lệnh revolve. Bấm ok, như vậy là mình đã được một cái khối như thế này. Đó là một. Tiếp theo mình sẽ vẽ nên một cái chi tiết của cái chân nhện nữa ở đây nha. Bấm tiếp tục lại là định revolve lần nữa. Ok, thôi mình vẽ ở ngoài này đi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển nó sau. Thì ví dụ là 12.5, 25, rồi 6.5, 13.5. À, cái kích thước này à, mình cũng cho đại thôi chứ nó cũng không phải là kích thước chuẩn gì nha các bạn. Ok, tại vì thì mình trước khi mình làm á, mình coi kích thước trước rồi mình vẽ thôi chứ không có gì hết. À, cái này á là vào đây. Ok, đi lên 9.5, thôi lên 10 luôn đi. Rồi 7.5, 27.5. Các bạn nếu như các bạn không có kích thước thì các bạn có thể làm bằng cách đó là các bạn đưa một cái hình JPEG vào, các bạn đồ lại cũng được nữa.
Khi mà mình làm việc á, trong công ty á, là đôi khi mình cũng vẽ những cái family, nó rất là phiền phức. Ví dụ như là máy móc, thiết bị gì đó. Thì ở cái giai đoạn đầu của concept đó là những cái chi tiết của những cái máy móc đó không có cần nhiều. Thì chúng ta có thể vẽ nên cái family ở cái mức độ là hình thù nó cũng sơ sơ thôi. Nhưng mà miễn sao là nó đúng cái kích thước tổng là được. Rồi, mình đã được cái hình này. Tổng độ dài của nó là 122 thì cũng hơi ít ha. Ủa, cũng hơi nhiều. Thôi bây giờ mình mu nó xuống 12 mm đi. Để mà cái chỗ này nè, cái miếng kính nó sẽ nằm giữa cái đoạn này. Đó. Và tổng cái độ dài này khoảng nhiêu đây? 110. Rồi ok, như vậy được rồi. Rồi đây nó sẽ cho nó xoay quanh cái acid line như thế này. Ok. Đó. Rồi chúng ta sẽ mở cái ống khóa này ra. Ok. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển nó vào ngay chính giữa như thế này. Rồi di chuyển nó lên cỡ chừng 50 mm. 50 mm. Rồi dịch chuyển nó ra cỡ chừng 100 106 đi. Rồi. Tiếp tục chúng ta về mặt lép. Chúng ta lại di chuyển nó ra 106 nữa. Như vậy, sau cái giai đoạn các bạn làm, các bạn sẽ ra được một cái hình như thế này. Mình sẽ lên trên phối cảnh. Đây. Mình đã có được một góc rồi đó. Chưa? Bây giờ các bạn lại tiếp tục, các bạn về mặt front như thế này. Và các bạn tiếp tục vẽ. Một cái lệnh tiếp theo là lệnh blend. Bấm vào. Rồi, trên nhau của hai cái này là khoảng 150 đi. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đơn giản như thế này. Cao 30. Rồi, 20. Đó là một cái tiết diện. Tiết diện thứ hai, bấm vào Edit Top để vẽ nên một cái tiết diện nữa là khoảng cao 25 thôi. Giảm lại. Còn ngang thì 15. Ngang 15. Rồi, ok. Di chuyển cái này lên cỡ chừng 30 mm. Thế này. Để nó thêm phần nguy hiểm thì các bạn có thể là bo góc nó. Đây. Chúng ta bấm Edit Base trở lại để sửa cái tiết diện thứ nhất. Rồi mình cũng bo góc nó luôn. 7.5. Đó, ví dụ như vậy. 7.5. Ok. Rồi kết thúc. Bây giờ thì mình sẽ lên trên đây. Mình coi. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái dấu khóa này. Sau khi bỏ rồi thì chúng ta mới có thể di chuyển nó đúng vị trí. Đó. Rồi chúng ta bấm Rotate. Rotate xong rồi chọn cái điểm này, di chuyển nó vào trung tâm. Để chúng ta có một cái tâm xoay nó dễ dàng hơn. Và xoay nó vào đây 135 độ. Ok. Rồi. Cái này nó ra nhiều quá rồi thì mình sẽ di chuyển qua 50 và di chuyển xuống 50. Rồi. Đó, bắt đầu đơn giản rồi đó. Như thế này. Hình như là chưa đủ nhỉ? Bây giờ mình sẽ edit top nó. Rồi. Mình sẽ di chuyển cái top này đi lên thêm 15 mm nữa. Ok. Đó. Rất là đúng rồi đó. Rồi. Nhiệm vụ còn lại mình sẽ chọn cả hai đối tượng này. Mình chọn cả hai đối tượng này, mirror. Rồi, chọn cả bốn mirror. Như vậy là mình đã được một cái chân nhện rất là nhanh chóng. Cuối cùng là mình soi geometry này để mình liên kết những cái khối này cho nhìn nó đẹp hơn. Ok. Cái gì đây? Rồi, cái này nó có chút trục trặc. Ngay chỗ này là do ở đây mình phải nói một tí là do cái phần nhỏ nhỏ này nè. Đó là khi khi mà nó có chút xíu vậy nè, nó roi á là nó hay có bị một cái trường hợp đó là roi bị lỗi. Thì mình sẽ giảm nó kích thước một chút vậy là hết. Đó các bạn thấy đó. Mình sẽ giảm tất cả cái này lại 145. Rồi, khi đó
mình bấm định rồi nó sẽ không bị lỗi nữa. Đó là cái kinh nghiệm, khi mà nó dư một chút xíu mà bạn cố gắng bạn bấm lệnh soi thì nó sẽ ảnh hưởng liền, lúc đó bạn phải ảnh soi và xử lý như vậy đó, để mà cái phần giao nhau nó đừng có dư một chút xíu, Revit nó không có chịu đâu. Rồi như vậy chúng ta bấm Ctrl S, chúng ta lưu, ví dụ là lưu trên desktop đi, gọi đặt tên là chân nhện kính version 1, như vậy là được. Ok. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào File, New, Family, và chúng ta sẽ chọn một cái family quen thuộc đối với các bạn vẽ lan can, đó là Matrix Baluster, để chúng ta vẽ một cái hành sắt. Thì chúng ta sẽ về mặt Front để vẽ. Ok. Rồi, bấm vào Solid Attraction. Nó sẽ kêu chúng ta đó là nhập cái mặt phẳng làm việc, cái work length cho cái khối này thì chúng ta nhập thôi. Nhập ở đây là chúng ta đang vẽ mặt front cho nên là chúng ta sẽ chọn là Preferences Plane Center Front Back. Ok. Rồi, mình sẽ vẽ một cái khối đơn giản như thế này thôi, 300 ra 10 xuống 300. Đó. Một cái hình chữ nhật là 300 nhân 10 ly. Rồi, chúng ta sẽ cho kích thước của nó là 150 đến trừ 150. Bây giờ các bạn tưởng tượng như vậy nè, mình sẽ về cái mặt này. Đây là mặt phẳng làm việc. Đây là chính là cái mặt phẳng. Các bạn chọn 150 đến trừ 150 đến 150 đó. Thì các bạn sẽ ra được một cái khối. Xin lỗi mấy bạn, đây là mặt phẳng làm việc nè. Thì nó sẽ từ đây ra đây 150 và từ đây ra đây là 150. Tổng kích thước của cái khối này là 300. Đó đơn giản vậy thôi. Tiếp tục chúng ta quay trở về mặt front. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ một cái khối nữa. À không, chúng ta sẽ không về mặt front. Chúng ta lên Default 3D View. Rồi chúng ta sẽ chọn cái lệnh đó là Solid Plane. Ok, Set Work Length. Chúng ta Pick a Length, chọn cái mặt của cái khối như thế này. Đó. Chúng ta sẽ vẽ nên một cái hình thép chữ Y. Đơn giản thôi. Các bạn từ đây các bạn đưa đưa ra cỡ chừng 75. Rồi, nó dày xuống cỡ chừng 200. Đó. Qua 150 như thế này, một cái hình chữ nhật như thế này. Một cái hình chữ nhật kích thước là 150 nhân cho 200. Như vậy trước đi, sau đó chia hai nó ra. Tiếp tục. Cái này mình sẽ cho là 10 ly và ở đây là 10 ly. Ở đây là 10 ly đi. Rồi, để mà di chuyển thì mình di chuyển nó vào 10 chia 2 là 5 ly. Như thế này. Các bạn bấm lệnh S L. Một sẹo, hai sẹo, ba sẹo, bốn sẹo và bấm lệnh TR Trim. Bấm vào phần cần giữ lại. Như thế này. Đó. Thì các bạn có thể xem thêm cái clip những lệnh cơ bản trong Revit của mình nha. À, thì các bạn có thể nắm được những cái lệnh đó, nó nói tất cả những cái lệnh cơ bản luôn. Để mà những bạn nào mà vài độ xuân thu vừa qua đó, các bạn vẫn còn lỗ hổng những cái chỗ đó thì các bạn có thể coi lại. Đây là mình sẽ bấm cái tiết diện thứ hai và mình sẽ di chuyển cái tiết diện này lên thêm 50 nữa, thêm 100 nữa. Như thế này. Bấm OK. Và nó cho độ dày nó là 1990. Vậy là mình đã ra được một cái thanh thép như thế này, rất là đơn giản. Ok. Các bạn có thể chọn cái khối này và cho nó thêm hai miếng vật liệu, nhưng ở đây thì mình không cần. Các bạn vào Insert, Load Family. Rồi chúng ta sẽ vào cái chỗ mà khi nãy chúng ta vẽ cái chân nhện kính, bấm Open. Sau khi bấm Open rồi đó thì mình bắt đầu mình vào Create Component để lấy cái chân nhện kính ra, đúng tên chưa đó? À, hình như đúng rồi. Đưa vào đúng cái vị trí nha. Một cái. Di chuyển nó lên. Di chuyển nó lên 300. Rồi di chuyển nó vào 200.
đơn giản thế thôi. Tiếp tục như vậy, cái này từ đây ra đây là 200 chứ gì, tổng cái này là 2 mét thì bạn chỉ cần bạn copy nó 1,6 m là được đó. Và như các bạn thấy là hai cái này nó cách nhau 1,6 m, như vậy thì chia hai nó ra là 8 tấc. Rồi mình đã có ba cái chân nhện kính rồi đó. Để mà nó cố định các bạn có thể dùng nhện align. Rồi bắt cái mặt khóa nè, chú ý nè, bắt cái mặt của cái thanh nhầm thép và cái mặt dưới của cái chân nhện kính bấm khóa lại. Như vậy là chúng ta đã cố định được một chiều và chúng ta về reference plane tiếp tục cố định nó. Để các bạn không nhầm lẫn, mình sẽ chọn cái dây dầm thép này mà bấm HH để ẩn đi. Bấm ALN. Đây là mặt front back của chúng ta. Rồi, khóa lại. Nè, cái đường nhỏ nè. Khóa lại. Ok. Như vậy chúng ta đã cố định được tất cả những cái đối tượng của cái thanh dầm thép rồi. Bây giờ chúng ta sẽ Ctrl S để lưu file. Đó gọi là baluster dầm thép version 1. Như vậy chúng ta đã xong cái baluster. Tiếp theo là chúng ta chỉ cần vẽ miếng kính nữa là xong.